Để ở trong cây này có số đế đẹp nữa nha. Để ở trong thì chứ xuống một cái nha, khủng khiếp luôn. Rồi quay qua qua chân cành cây này luôn. Dạ rồi. Như cái nhà khủng vậy nha. Trời ơi, 2,5 triệu một cây, đáng đồng tiền bát gạo luôn nha. Quá trời. Chân cành khủng luôn á. Vàng nụ luôn, ngã xuống vậy thấy vàng nụ ở dưới nhìn lên thấy mê lắm. Đây, cái nhà nha. Đó. Trời ơi, nha. Dạ em xin chào quý cô chú anh chị mình ha, đã quay trở lại kênh của em cả nhà ơi. Dạ ngày hôm nay thì em có mặt ở lô mai tàng của anh Vũ nha cả nhà. Anh Vũ thì là cái vườn của ảnh ở ấp Vĩnh Hiệp, cả nhà, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Hôm nay thì em quay cho mình tham quan một cái lô mai tàng ha. Và đặc biệt cả nhà, cái lô mai này ha, có rất là nhiều cái giọ loại á cả nhà. À, nhiều form cho mình ha. Chậu 5, chậu 4 nè, chậu 6 nè, lộn xộn ha. Rồi mình có thể lựa chọn thoải mái nha cả nhà. Rồi cô chú anh chị mình có nhu cầu mua đi bán lại thì bên vườn anh Vũ vẫn có để giá sỉ cho mình nha cả nhà. Giá sỉ với số lượng ok cho mình luôn ha. Và ship lẻ thì bên vườn anh Vũ cũng có nha cả nhà ha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu đi vào cái lô mai của anh nha cả nhà ơi. Thì nó nằm cả nhà, nó nằm trải dài luôn ha. Rất rất là rộng luôn nè. Em đi từ từ vô nha cả nhà. Thì báo giá mai cả nhà sẽ báo từ thấp tới cao ha cả nhà. Rồi vài trăm này ha, cho tới vài triệu nha. Giờ em sẽ bắt đầu đi vô cái lô mai từ từ nha cả nhà. Đây ha, đi hoài không tới luôn cả nhà ơi, nhiều dữ lắm luôn ha. Rồi. Nãy giờ đi quá chừng luôn nè, nó còn sâu bên trong nha cả nhà mình. Đây ha. Đó, đây cả nhà. Quá trời quá đất luôn nè, nó ổng đứng tuốt kìa. Quá trời luôn, em không thấy luôn á. Cả nhà mình ha, khu vực quá chừng luôn cả nhà ơi, nó thẳng tắp nó đều trân luôn ha. Quá trời đẹp nè. Đây ha cả nhà. Rồi em đi nãy giờ chưa tới luôn cả nhà ơi. À cái lô mai của anh cả nhà, số lượng rất là nhiều ha. Rất là nhiều luôn. Một cái khu như vậy là cả nhà ơi. À có mai ghép nữa ha. Mai ghép các loại luôn nha. Rồi em chào anh Vũ nha. À chào Kim Ngân ạ, à, chào bà con, chào cô chú anh chị mình cả nước ạ. À. Dạ. Nay đến với em là Hoàng Vũ nè, mai vàng Hoàng Vũ. Có giao lưu với cả nhà mình một số mai tàn, mai phôi, mai con, mai ghép, cái nào cũng có nha. Nói chung là cái nào cũng có. Cả nhà mình yêu thích loại nào thì comment. Còn em quay sơ khởi là cái đám mai tàn của em nha. Dạ rồi. Và... ừ, cả nhà mình ơi, cái khúc này ha là 500k ha. 500k luôn nè. Chậu giá tại vườn nha. Dạ. Rồi cả nhà. Số lượng là anh có 20 cây ha. Rồi giá sơ là 500k nha cả nhà ơi. Là báo giá sơ cho mình ha. Trong đó thì có một cái cây lùng lực nè cả nhà. Nó rất là đẹp cho mình luôn ha. Cây lùng lực này có củ đế luôn nha. Dạ cái hoành thấp nhất của nó là 12 cả nhà. Có một cây hoành 12 thôi. Rồi còn lại là 16 đổ lên nha em ha. 16 tới 18 nha. Rồi ha. Mình vô tiếp cái lô nào nữa anh. Lô này là 700. Giao lưu với cả nhà là giá tại vườn nha. Dạ 700 ha. Tại vườn nha. Đây, cái nhà mình ha. Này là cao 1m8 nha. Cao 1m8 luôn ha. Củ đế này cả nhà. Nó cây này có củ nha. Cái này hoành bự. Hoành 20 nha. Rồi, hoành 20. Là giá 700k. Dạ 700k. Cái lô này đây. Có nhiêu cây anh Vũ? Cây này có 40 cây. Rồi 40 cây lô này cả nhà. 700k cả nhà mình ơi. Giá sơ tại vườn nha. Bàn giá sô này nè, quay dài luôn. Dạ thì hoành dao động từ 17 cho tới 20. Cái hoành nó dao động là từ 17 tới 20 cả nhà. Mà nói chung là ít có 17 lắm. Dạ rồi, giống như cây này là cũng nằm trong cái 700k ha. Giờ em sẽ cho cả nhà mình xem cái hoành của cây nha. Đó cả nhà, hoành to nha cả nhà. Và cây nó cũng có dáng cho mình ha. Cái lô này của anh cái hoành nó to ha cả nhà ha. Lô 700 này hoành to nha. Rồi tiếp luôn nha, để em quay từ từ. Chẳng hạn như là mấy cái cây này nè. Dạ. Tệ quá thì mình bỏ ra. Rồi nha. Ha. Cây nào tệ quá thì bên vườn cho bỏ ra luôn nha cả nhà. Nói chung là mua bán rất là dễ chịu luôn nha. Nó tệ quá thì bỏ ra. Dạ. Còn mấy cây này được thì tính xô luôn nè, tàn bự dạ. Vậy nè. Dạ tàn bự thì tính xô ha. Rồi cây nào mà tệ quá thì bỏ ra nè. Nói chung là buôn bán dễ nè. Rồi cô chú anh chị mình có nhu cầu mua đi bán lại thì mình tham khảo giúp em nha.
Cả nhà em quay cho mình coi cái hoàng cũ của nó nha. Nói chung là cái lô này hoàng tương đối ok rồi cả nhà. 40 cây, ví dụ như lựa 30 cây còn bỏ lại 10 cây. Dạ. Lấy 82 đi. 82. 10 cây bỏ 2 cây còn 8 cây. Rồi ha, lô. Rồi giá 700k. Rồi ha, 700k ha, 40 cây ha. 40 cây thì lấy cho lấy 32 cây bỏ lại 8 cây. Rồi. Ok luôn. Rất là dễ nha cả nhà, rất là dễ cho mình luôn nha. Rồi anh cho mình bỏ lại 8 cây với cái lô này ha. Trời ơi cái gốc này cả nhà ơi nó bự chà bá luôn nè. Cái này được. Chắc hơn 20 anh Vũ. Hơn 20 á, để đo thử coi. Này trong lô 700.000 nha cả nhà. Rồi lô này có 4. Tàn nó yếu 23 nha. Ừ. Gốc 23. Rồi lô này 40 cây giúp em nha. Rồi 700k một cây ha, lô 40 cây thì anh cho mình lựa 32 cây bỏ lại 8 cây cho vườn nha. Rồi nha, lộn xộn nha. Có lớn có nhỏ. Rồi tiếp tới là hàng chậu 6 nha. Ừ. Chậu 6 để đo hoành nha. Dạ. Hoành này lớn lắm nha Ngân. Dạ. Chậu 6 nha. Cô chú anh chị nào thích này 25 hoành nè. Đây nè, coi cái mức đo nè, quay coi. Rồi đây. Thấy không? Anh dở tay ra. Đây nè cả nhà, nó 25 giúp em nha, chậu này ha, 25. Hoành 25 luôn nha. Cái lô này là chậu 6 nha. Chậu 6 giao lưu với cả nhà là xô 1.3 triệu con lựa 82 nha. Xô 1.3 triệu. Cái này là hoành cao tặng ngang 1.6 nè. Dạ. Rồi dư 1.5 m thôi. Tặng 1.5 m nha. Mang sao kìa. Mày đó. Cái đó hồi 1.5 m, 1.3 tới 1.6 nha. Nói chung là vậy đi, 1.4 nè. Ừ. Cao nhiều. Cao này chắc cỡ mình tính cỡ 1.5 m thôi anh. 1.8 m á. 1.5 đến 1.8 đi ha. Rồi 1.5 đến 1.8 thì như đầu thẳng tay là tính từ miệng chậu với tính dưới đất nó có 3 tấc nữa hả? Dạ ok. Đầu thẳng tay nó 2 m. Cái lô này có nhiêu cây anh Vũ à? Cái lô này có là 500 cây. 500 cây nha cả nhà. Lô 500 cây giúp em nha. Trời ơi cái hoành phải nói là nó to nha cả nhà. To đùng luôn nha. Hoành to lắm. Đó. Đo cây được. Tại em con sát đó, chứ không có tỉa khôn phơi. Này đo trên cái gù nha. Ừ, trên cái gù luôn nè. Rồi đâu quay cái đó ra. Đây cả nhà. 23. Ừ, 23. Đó. Hoành trơn hoành hai mấy không có nhà ơi. Chậu 6 giúp em nha. Này, cái lô này có 500 cây nha. Quay tàn mấy cái nè. Rồi em quay tàn. Đây nè, có cái mấy cây tàn bự này cũng nằm trong cái số 1.3 triệu nha, tàn khủng vậy nè. Dạ. Rồi đem lại chỗ nào đây. Đây. Đó. Đây cả nhà nha. Rồi cái này thì là mình giống như là 82 anh Vũ. Ừ, 82. 82 ha. 82 cũng như một hàng nữa cây 2 4 6 8 9 cây. Thì mình cứ lấy hai hàng vậy là mình bỏ hai cây vậy thôi. Ừ. Nó cho mình lựa nha cả nhà. Thoải mái luôn nha. Thoải mái ha, cả nhà mình tham khảo giúp em nha. Cái lô này của anh Vũ nè cả nhà ơi. Rồi ha, giờ cái về cái phần nút nụ cả nhà. Về cái phần nút trụ thì mấy cái lô này là nút nụ nó đang lên kim nè cả nhà, đang lên kim ha. Rồi cả nhà ơi, đây nè, cả nhà mình xem giúp em nè ha, tham khảo nha. Nút nụ hay cũng được nè cả nhà. Ok ha. Hàng này chắc là bao nụ rồi cả nhà ơi. Nói chung là nhà vườn này em biết cả nhà, lâu năm ha, chuyên sản xuất về mai tàn nguyên thủy cả nhà. Thì cái vườn của anh sản xuất rất là nhiều cả nhà, năm nào cũng được cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Vườn nhà em á là tổng là 1.000 cây đó. 1.000 cây. Đây, mấy cây này vẫn là 1.3 triệu nha. Dạ rồi, để em quay từ từ ha. Quanh từ 20 tới 26 á. Đây nè, 20 tới 26. Ủa anh Vũ ơi, mình có ship lẻ không anh? À, có ship lẻ nhưng mà phải giá khác, giá thỏa thuận. Đúng rồi. Thì nếu mà ship lẻ cả nhà thì mình có thể thương lượng giá với nhà vườn nha. Tại vì còn tiền ship nó không biết. Dạ. Cây bự thì nó tiền ship nhiều. Dạ ok. Còn rồi cả nhà mình có nhỏ thì tiền ship ít thì mình liên hệ nhà vườn giúp em ha. Rồi mình thương lượng giá với nhà vườn nha. Tất nhiên mua lẻ là cái giá nó sẽ cao hơn nha cả nhà. Cái giá đây em báo là giá xô nha. Giá xô của vườn nha. Giá xô tại vườn luôn á. Dạ đúng rồi, giá xô tại vườn nè. Có những cái cây đó rất là to nha cả nhà. Đây ha, cũng là nằm trong cái khuôn 1.3 triệu nè. Đây ha, hoành nè cả nhà. Đó ha, hoành gốc nè. Nói chung là tầm 20 ăn lên giùm em nha. 20, 23, 25 cả nhà lộn xộn nha. Cái lô này thì gốc to nha cả nhà. 500 cây giúp em nha cả nhà ơi. 500 cây ha. Đó cả nhà, cái hoành gốc của nó nè ha. Rồi ha. Quá chừng luôn cả nhà ơi, rộng dữ lắm nha. Để đi ra nha. Rồi đó. Đi dài ra mấy ngoài nè. Dạ rồi, để em đi dài ra mấy ngoài. Cái này là phía trong nha cả nhà.
Thôi đi ra ngoài cho cả nhà mình xem ha. Cái này cả nhà mình mua về bán Tết là ok luôn nha. Dạ. Bán cho mấy cả nhà mình, cô chú anh chị em mình có lời nha. Đó. Hàng bự dữ lắm, cái mấy cây dày là có nằm trong số là 1,3 triệu luôn nha. Nó, anh Vũ anh đứng lên Vũ nó cho khán giả coi. Đó, cả nhà ôm không hết luôn nha, cái tàn khủng nha cả nhà. Hai người ôm chưa giáp. Dạ. Thì ví dụ như nó có bự có nhỏ chứ không phải là nó dày không. Dạ đúng ha. Rồi. Nói cô chú anh chị em mình cũng coi kỹ clip giùm. Có bự có nhỏ nha cả nhà. Hồi nãy em quay ở trong là hàng nhỏ nha. Nè, hàng này hàng nào hàng cơi nè. Ok cho mình thấy hồi nãy em vô trong là mấy cái cây nó hơi nhỏ, mà cả nhà mình nhìn giùm em mấy cây hàng cơi nè, quá chừng luôn cả nhà. Lầm lầm luôn nha. Nói 20 chứ ít có gốc 20 lắm á. Dạ. Nè bự không à. Em thấy là 22 đồ nhiều anh, 22 25 nè. 22 tới 25 luôn á. Dạ. 26 luôn á. Này 25 nè. Nói cái tàn bự lắm nha cả nhà. Đây này 25 nè. Rồi ha, để em lại anh Vũ đo cái cây 25 cho cả nhà mình xem nha. Chứ không phải là lựa quay cái gốc đế bự. Ok đó. Luôn. Đây cả nhà ha. 25 đúng luôn. 25 đúng luôn nè. Cốt cành. Nó đo chưa sát đất nữa đó. Bự chảng luôn. Cốt cành nè, quay cốt cành đây nè. Ra đây nè. Đó, cả nhà mình nhìn ha. Cốt cành nè cả nhà. Trời ơi, chà bá luôn. Rồi cho coi cái nụ nha, nụ cái nè. Trời ơi, cái này nụ đẹp quá. Nó mất tiêu rồi đây. Đó, cả nhà mình nhìn nè. Ở nó như giá siêu nụ vậy trời. Nè. Chi chích luôn ha. Rồi cả nhà ơi, mình mua số lượng càng nhiều thì bên vườn sẽ để giá càng ưu đãi cho mình nha. Đây cả nhà ha. Rồi. Nói chung cái lô này hoành bự, hoành rất là to nha. Quay sen sen vô nè. Nè, đó. Lộn xộn cho mình ha. Ờ, cái hoành nè. Chà bá luôn á. Đây nè cả nhà ha. Quá tí luôn. Thì mua này luôn thì dài tới giá ưu đãi mua đi bán lại rồi. À, cái này dài tới thằng kia luôn ha. Dài luôn, có một lô chỗ 6 à. À, có một lô chỗ 6 luôn nha. Ồ vậy là cái hàng trọi nhiều lắm cả nhà mình ơi. Còn phía trong đó này nha. Hàng trọi nhiều bước lắm. Bước vô trong bảy chút cho khách là thấy dạ, có dạ. Lớn có nhỏ. Có lớn có nhỏ nha cả nhà mình ơi. Nhưng mà hàng trọi nhiều nha cả nhà. Ha. Nói chung là tầm 1,5 m đổ lên, nhưng mà em thấy cái hàng mét 6 mét 8 vẫn có nha. Mét 9 2 mét có luôn. Nên mấy cây bự bự nè cả nhà. Và đặc biệt cái lô này cái là cả nhà, cái củ nè, cái củ cái hoành nó bự dữ lắm nha. Thấy là cái hoành là mê nè. Bự dữ lắm. Đây. Đây cả nhà ha. Hai mấy không à. Tầm hai mấy không, cả nhà gọi là hoành bự luôn, bự chảng luôn ha. Rồi. Thử vô sâu bên trong đó nè cả nhà. Đây ha. Đây, cái hoành gốc nè. Bự chảng luôn ha. 1,3 triệu cả nhà ơi, 1,3 triệu nha, 1,3 triệu giúp em ha, giá xô ha. Rồi cả nhà nếu mà mình có nhu cầu mua nhiều á thì càng có giá ưu đãi nha. À, anh Vũ giống như là mua hơn 100 cây nè, chắc mình cắt khúc ha, nếu mà mua 100 cắt khúc. Cây, cắt khúc lửa ha. Nè, đây, con nụ nè. Dạ. Quá chừng nụ nè. Nè. Nụ tháng này là nụ kim vậy nè, mới là đúng vừa luôn nha cô chú anh chị. Đó. Quá chừng luôn, chặt lên cái này. Đó. Đây cả nhà xuất sắc luôn nha, quá tài nụ, tại sao nó đeo nụ nhiều dữ vậy trời. Nụ là ăn xung khích luôn, cô của anh là khích 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 đúng không á. Nè, nè. Trời ơi cả nhà mình nhìn thấy mê luôn ha. Hoành bự nha, hoành bự là nụ kẹo. Nụ kim ra tới chót ngoài luôn rồi nè. Ừ. Đó. Giờ đang tạo nụ đó cả nhà. Gốc hình như là không có nhỏ luôn á. Dạ, em thấy nó đều đều nè. Nó đều gốc luôn á. Đây cả nhà ha. Đây, mấy cái hàng này là cũng chỉ có 1,3 triệu thôi cả nhà. Rồi, kể cả cái cây bên đây luôn nè. Nó thùm lùm luôn nha. Đó cả nhà. Rồi, cho cả nhà mình xem ha. Giống như ví dụ như cây này nè. Đây ha, nó quay từ trên xuống dưới nè. Giờ em quay xuống cái gốc nè. Trời ơi, nó bự chảng luôn nhà mình ơi. À, à, à. Cái này theo lẽ là người ta, nếu mà tính chậu mấy người kia ta vô chậu bãi luôn á. Này ép hả, ép chậu. Ép, anh ép chậu anh nuôi á. Đây. Đây cả nhà, gốc bự chảng luôn ha. Rồi cái này là cả nhà, cái về cái phần nút nụ của nó, tại ơi mê nha, cái lô này mê nút nụ nha cả nhà. Đó, quá chừng luôn nè, xuất sắc luôn á. Rồi ha, em vô xong nha, em vô xong cái nữa nè. Trời ơi, có cây này là thùm lùm như cả nhà, 1,3 triệu luôn ha. Trời ơi, nói chung là cái hàng này cho mình lựa thì là toàn là hàng cơi không cả nhà. Nói chung nếu mà mình được lựa thì ok rồi đó cả nhà ơi. Đây, ví dụ như cả nhà mình lựa ít cũng vẫn bán nhưng mà giá thỏa thuận. Dạ. À, còn mua show 82 là vậy đó. Rồi ha. Còn cái phần 2 là anh bán 1 triệu. Dạ.
cũng như 8 cây là 1 triệu 3, còn 2 cây lại là anh bán 1 triệu. Giống như ngàn... lấy đứt hàng á thì chia ra. Giống như ngàn cây á thì bỏ lại 200 cây lấy 800 cây, ví dụ vậy ha, là 82. Là ngàn cây mình lấy ha, 800. Quá trời luôn cả nhà, lựa nó lựa là hàng trội nha. Nói chung là nó cũng đều đều á cả nhà. Cái lô này thì có 500 cây nha. Nè nó cũng đều đều cho mình. Cái này hoành bự với ta. Cái này hoành chắc không tới 25, 23, 24 mà. Thấy nó bự nè, nó có để nổi nè. Ờ, nó có một bên kia, cưng nhìn cái mặt kia nó bự, nó hơi dẹp. Ừ, em vậy nhìn thấy nó bự bự. Dẹp thành ra nó bự. Chứ nó cũng 23 nè, thấy không? Thấy nó bự chẽn. 23 đó. Nó nãy giờ đo là tàu hai mấy không nha, cả nhà. Không cái này nhỏ. Là em đo ngẫu nhiên nha. Không có nhỏ. Em không có lựa cả nhà, em thấy nó đều không mà ha. Đây nè, vô tới đây nữa nha. Nó phành phành gì không mà. Là đo ngẫu nhiên cả nhà ơi. Có những cái cây á, nó 25 mà bự chẽn luôn á. Đây ha. Rồi cái này là em quay tiếp tiếp nè. Củ đế cho nhà mình xem nè. Hoành bự nha. Hoành rất là bự cho mình luôn nha. Nụ ghê lắm nha. Nụ nhiều. Nụ đẹp. Nó lên bự cái thấy gì trấu luôn. Nó lên. Lên quá trời luôn. À, năm rồi Lê Thảo là quay là giảo siêu nụ không à. Nó y chang giảo siêu nụ. Nó lên bự là nó như giảo siêu nụ. Dạ. Đây, nè, tiểu ba nằm cánh này nữa nha. Dạ. Rồi cả nhà ha. Quay cho cả nhà mình xem tham khảo nè. Bông là từ 6 tới 12 cánh nha cả nhà. Nó là khoảng 80% là bông lớn nha. Chứ lúc gài không có nở gió thành ra không có mặt bông nè. Dạ. Anh Vũ anh đứng đó em Vũ. Cho cả nhà anh xem là đứng chỗ giữa này nè. Đó cả nhà, 1.3 triệu nha. Nó 1.3 triệu của anh nè. Hello 1.3 triệu ha, nó ôm hết tay luôn nha. Đây cả nhà. Đó, mình lựa ra mình lựa cái hạng vậy ok này nha ha. À, nói chung là hoành bự lắm. Cây nào cũng vậy chứ không phải là nói gì. Này là ngẫu nhiên nè. Nó giờ đo thử cái nữa nè. Nói chung cái lô này là gốc khỏi chê nha cả nhà. Phần phần không luôn á. 24. 24 nha. Kệ. Rồi cây này nó là vô. Thấp thân thấp nè. Rồi cái củ nó nở nè. Rồi đo cây này. Nhiều à? 24 luôn. 24 luôn. 24 luôn. Đều ghê ha. Rồi, giới thiệu với cả nhà mình á là có 120 cây nha. Loại nào? 120 cây từ khúc nào đó. Cái hoành này, trời cái hoành này quá trời luôn nè. Rồi cả nhà ơi. Gần 28 luôn á. Nè, có một quay vô nè. Hoành khủng nè. Rồi, để đi đi xuống từ từ nè. 28 luôn á. Nè. Trời ơi, cái cây nó nở. Nó nở ghê luôn nè. Xím chút nó mới 28. Đúng rồi, xím nó 28. Đó, mình nói cho chính xác đi. Mấy cây trong kia cũng vậy kìa. Khúc này cây bự nè. Khúc này cây bự nè. Đó, trong đó. Dạ em nè. Rồi em rồi bắt đầu từ hàng này ha, em có 120 cây là có củ đế nha. Rồi bây giờ tới củ đế, cái này là 1.8 triệu một cây nha. 1.8 triệu giá sô cũng lựa 82 vậy nha. Trời ơi mấy cái này cái củ đây cả nhà. Trời ơi nhưng mà tàn này hơi nhỏ hơn cái loại 1.3 triệu tại vì em bóp sát vô là cho nó đặc. Đây có củ nè. Cái hàng này là hàng củ đế nha cả nhà. Củ đế 120 cây. Dạ anh có 120 cây ha. Anh đo cái củ này cái anh Vũ. Hơi bị bự luôn á. Nó hoành cũ á hả? Dạ nó hoành cũ á. Cái cũ thử cái bự cái này. Cái cũ nè. Cái cũ cái mê luôn. Hoành cũ là 37 nha. 37 cũ 37. Trên 37 387 gửi nè. Nhưng mà mình tính chi gửi. Dạ tính 37 luôn. Còn hoành thân nè. 22 nè. Hoành cũ là 37. Đây nè. Cũ đế mỗi cây mỗi cái tụi. Em sắp kiên ra nha. Dạ. Mỗi cây mỗi cũ đế nha. Là có 120 cây. Dạ này 120 cây nha cả nhà. Là giá 1.8 triệu em bán tại vườn. Dạ anh báo xô anh Vũ ha. À. Đây cả nhà. Tàn có một số nhỏ chứ có số tàn cũng bự lắm nha. Dạ. Thì có nhỏ có lớn em nó báo giá xô. Rồi báo giá xô nè, có lớn có nhỏ nha. Thì như trên video em quay em gửi cả nhà mình ha. Đây nè, cây này đế nở nha, chứ không phải cũ. Rồi nè, rồi rồi em qua liền. Hai mươi bảy hoành nè. Trời ơi cây nở nè. Đế nở rễ tại em không có khai thác nha. Nó còn ở dưới này nè nha. Tiềm ẩn dưới này nè nha. Đó. Rễ ra nè. Quá trời luôn ha.
Đó, dòng bên này cũng có rễ nè. Rễ này cũng có 9 giờ ạ. Nó nha, cây này xuất sắc nữa nha. Nói chung là lô 120 này là xuất sắc không à. Ừ. Lô 120 cây ha. Rồi cái củ nữa nha. Rồi quay cái tàn cho người ta coi chứ ha. Rồi, tàn cũng là không thấy là mà nhỏ đâu. Dạ đây là cái tàn cả nhà. Cái này cao trung bình là nhiêu anh? Cao nó là 1m6 tới 1m9 2m á. Đây nha cả nhà, cái này là 1.8 triệu cây nè. À đây nè. Giá sơ ha. Đó, cả nhà nhìn nè. Như mấy cây lùng mà này dày nhỏ bỏ ra, ví dụ như cả nhà mình có thích cây lùng thì lùng mình để giá khác. Mình cho lựa mà dễ nè. Lựa cũng 82 đây. Rồi, 82. 10 bó 2. Dòng mấy này này nó nổ nó chạy xuống nè. Nè, nè. Dạ. Nút nụ thì bao. Nè, cái dạng nụ mai của anh này cả nhà. Đó. Bao cho mình ha. Rồi, cái củ nha. Quá chừng luôn nha. Đó, cây này đẹp lắm Vũ. À. Quá chừng luôn nè. Đó, thấy hư kia luôn. Nè, bên này mấy anh này cũng đẹp luôn. Toàn do đấy. Luôn á. Mà là quạnh lớn không á. Ừ. Đây nha cả nhà, củ toàn do cho mình luôn nha. Giá cho cả nhà mình mua đi bán lại đồ dễ chơi. Đây nè. Đó. Ừ. Nói chung là cái lô này là lựa đế riêng. Mai tàn ít có đế lắm nha cô chú anh chị. Nhưng mà em lọc ra được 120 cây. Cái tàn này thì nó hơi yếu hơn cái loại 1.3 nha cả nhà. Yếu rồi chợ ra 8, 10, 9, 10 à. Dạ, cái củ nó đẹp nha. Ôi, ôi, coi cái hết tiếp nè. Ừ, rồi, để quay từ từ nè. Hoành nè. Hả? Hả, ôi, cái cây tàn đẹp. Tàn đẹp mà củ đế cái nè. Đế nở. Hoành 30, 29 nè. Má cái nha. Hồi nay nó lớn dữ rồi ta. Nở anh mau lớn vậy nha. Hồi anh vô cũng không có bự vậy luôn, không ngờ luôn trời. Nở mau ha mấy cây, quá trời. Đây cả nhà. Đây, hàng 1.8 triệu nha. 1.8 triệu giúp em nha. Có đế vậy đó. Có đây, củ đế cho mình. Xuống nhìn xuống gốc là có đế liền. Nhìn xuống là thấy ha. Tại vì mình có lọc ra lựa ra sẵn rồi. Ừ. Không nở đế thì củ, củ không nở thì nở đế. Ừ. Nói chung là cái lô này hoành bự nè. Hoành bự có đế. Anh nụ nè. Cái lô này là bao nụ hết cả nhà ha. Đó. Xuất sắc luôn nha. Nụ ốc cục mà nổi luôn. Nó chưa lên á, nó còn lên, nó lên còn lên nữa. Chót luôn. Thì thời điểm này là nó còn lên nữa. 120 cây cả nhà ha, với cái lô này nha. Rồi ra mấy ngoài đi Ngân ơi. Dạ rồi, để em quay. Bây giờ nó mình. Tương tương nhau như vậy. Rồi, cho coi cái củ cái này nè. Nó xuất sắc nha cả nhà. Rồi em đi ra phía ngoài nha. Mình ơi, em đang đi từ phía ngoài vô nha cả nhà. Đây cái hàng củ đế ha, quay củ đế cho mình xem cả nhà. Đó, là cái này là còn nằm trong cái lô mà. Lô đế đẹp á, 1.8 triệu á. Dạ đây. Nó cả nhà ha. Rồi mình lựa ra nha cả nhà. 120 cây anh ha, chắc lấy 100 cây hả? À. Mình lựa lấy 100 cây ha. À. Rồi ok bỏ 20 luôn. 20 cây lại. Dạ. Xuất sắc ha, lựa xuất sắc rồi. Rồi ha. Con bắt đầu từ cái lô này. Có cái bông nở thoáng thoáng kìa. Là nhiều cánh nha. Ừ. Nó cái lô này là làm sao nè anh ơi? Giá làm sao nè? Cái này là quanh để đo. Chậu này chậu mấy đây? Chậu 6 luôn. Em không có vô chậu lớn. Ép chậu nè. Nuôi ép chậu. 24 nè. Quanh 24 vậy nè. Cái lô này 24. Cái tàn nè. Nhìn nó bển cho tán ngang hay dùm anh cái. Thấy chưa? Thì anh bên bển lại rồi đó. Nè em rồi. Ở đây nè. Rồi anh đo bển nhiều. Quanh là 1m6 nha. 1m6. 1m7 nha. Cái tàn 1m6 nha. Trung bình 1m6 nha. Cao chắc cao hơn. Là 2m1. Ý bậy sao kìa. Cái chậu đánh cái vòng hay gì á. Ừ. Chứ thấy đâu cao dữ rồi. Không này chắc cỡ 1m6 trở lên nè. Tính 1m6 đến 2m đi anh. 1m7. Ừ. 1m7 này là giao lưu với cả nhà từ khúc này nha. Từ khúc này cho tới qua mé bên này là 2.5 triệu một cây. Bông này cả nhà ha. 6 cánh đổ lên dùm em nha. Đây cả nhà.
trong cái khu này thì nó có những cái cây mà lùng lực nữa như thế nha. Rồi mình muốn lùng lấy cao lấy lộn xộn nha. Và cái hoành nó dao động cả nhà từ 24 à. 24, 26. 24, 26. Nói chung là 22 tới 26 đi. Rồi 22, cho nó dễ đi. Đúng rồi. Đây. Ngân quay cả nhà mình nghiêng cái cây xuống quay tự tọt xuống dùng cái kia. Rồi đây cả nhà. Trời ơi cái cây. 2 triệu rưỡi một cây nha. Rồi cái hàng này là 2 triệu rưỡi giúp em nha cả nhà. Nó tròn do như cây banh luôn. Quay chân cạnh luôn nha. Quá trời luôn, rồi em sẽ vô trong quay chân cạnh cả nhà mình xem nha. Nó lật xuống vậy cho cả nhà mình thấy. Thấy vậy chứ lật xuống khủng khiếp nha. Chân cạnh nè. Thoát thân là cỡ tấc rưỡi. Đặt luôn nha, xương cạnh cứng ngắc bự chạc luôn. Đi chơi cho hết bóp luôn ha, cho tới hết lớn rồi nè. Đây cả nhà. Mãi có quay đứng ngã xuống chưa? Dạ có, em có quay ngã xuống nè. Cả nhà mình nhìn cái tàn bên trong thấy nó kẹo tàn nha cả nhà, nó đặt ha, mà chân cạnh của nó nè. Cứng thừ luôn nha. Rồi mai tàn nè, xuất sắc luôn nha. Em là không có vô chậu lớn, em ép chậu vô vậy đó. Rồi đi ra nè. Giờ ngăn đi không có đường ra đâu, nó bự quá trời luôn. Tích chặt luôn. Đây. Nè. Đây cả nhà. Rồi đổi xuống cây thử luôn nha. Đổ xuống cây nữa ha. Đổ xuống cây nữa luôn. Quá trời luôn cái đồ này. Để ở trong cây này chứ. Có số đế đẹp nữa nha. Để ở trong chứ xuống một cái nha, khủng khiếp luôn. Rồi quay qua chân cành cây này luôn. Dạ rồi. Như cái nhà khủng nha cả nhà. Trời ơi, 2 triệu rưỡi một cây, đáng đồng tiền bát gạo luôn nha. Quá trời. Chân cành khủng luôn á. Dàn nụ luôn, ngã xuống vậy thấy dàn nụ ở dưới nhìn lên thấy mê lắm. Đây, cái nhà ha. Đó. Trời ơi, nè. Cứng thừ luôn nha. Rồi nó lực nè. Nó cả nhà ha. Quá sức. Quá đẹp cả nhà. 2 triệu rưỡi một cây giúp em nha. Cái lô này có mấy cây anh? Cái lô này là khoảng 350 cây. 350 cây ha. Nè cái này nằm chung đó không? À chung luôn á, nó hai bên luôn á. Trời ơi, cây này giống cây cúc ghê luôn á. Quá trời đẹp. Nên nè. Xuất sắc luôn ha. Mâm xôi nè, mâm xôi. Mâm xôi. Mâm xôi đây. Đây. Với mai mâm xôi nha, mai mâm xôi. Mai mâm xôi nha. Đó. Trời ơi, chứ không phải thông ạ. Còn do luôn á. Quá trời đẹp. Đây. Cái này tết mà lãi ra cái rồi xuất sắc luôn. Rồi tàn thông nè cả nhà. Rồi ha, để em chụp hình cho anh luôn nha, đứng anh em chụp hình luôn. Quá chừng không thấy ông đâu luôn. Đó. Rồi hồi ra mâm xôi chụp cái nữa nha, đẹp quá chừng. Đó, đây cả nhà, tham khảo giùm em ha. Nào ngược nắng không? Cái lô này đẹp quá chừng luôn ha. Rồi đứng lại dính chỗ cây mai mâm xôi. Rồi đây, cười lên chụp cho. Rồi cả nhà. Đây cái nữa rồi, em coi cái nào nó không được. Cái nào đẹp thì mình đúng ha. Rồi, sẵn là với tham khảo với cái nhà, cho cái nhà tham khảo luôn, mai đẹp vậy. Rồi giơ tay luôn, cười luôn đi. Đó cả nhà, không thấy ổng đâu luôn nha. Đẹp quá chừng ha. Mặt trốn. Rồi, còn cái nào nữa không anh? Đây, thì cũng còn thứ đó nữa rồi. Dạ, thứ đó ha. Rồi mình đi vô sâu cái đường 2 triệu rưỡi này cái đi. Rồi ha, cho cả nhà mình xem là từ trong ra ngoài luôn nha. Ví dụ cả nhà muốn biết chi tiết thì kết bạn Zalo em ha, rồi em quay em gửi chi tiết qua cho cả nhà mình xem. Cái lô 2 triệu rưỡi này xuất sắc cả nhà ơi, quá chừng luôn ha. Đây, nụ là nói từ tên dưới là nó không có chê nha. Cái lô này nó kính tàn nha cả nhà, 2 triệu rưỡi là đặt kẹo tàn luôn ha. Ví dụ như giờ em mới nói cả cô chú anh chị mình nó tiền nào của nấy, ví dụ như rẻ thì giá tiền theo cây, còn cái cây đẹp thì tiền nó đẹp vậy thôi. Đó. Đẹp tiền đẹp cây luôn ha. Rồi. Còn mà mình bán mà rẻ rồi là cây không có đẹp không nha. Thì nói phù hợp với giá tiền nè, xứng đáng luôn. Tiền nào thì của nấy. Tiền nào của nấy đúng rồi. Nói vậy. À, cả nhà rồi. Mình ơi thì bên vườn của anh Vũ á cũng có một cái lô mai cả nhà, mai phôi ha, thì anh Vũ giới thiệu cái lô mai này với khán giả anh Vũ. Dạ giới thiệu với cô chú anh chị em mình á là có lô mai phôi tàn đều đế đẹp ha, đế cũ nè, đế nở, đế chải, đế bàn ha, làm vô lưu với cả nhà nó là hoành từ 16 cho tới 20, tùy theo giá cỡ cây là từ 300, 400, 500. Cái số lượng của mình là bao số nhiêu? Số lượng là 250 cây. Đây nha cả nhà. Bông giờ này nó héo hết trơn rồi cả nhà. Nó lú tược, lú mầm hết trơn rồi nha. Lú mầm xanh vậy hết nè. Cây là bao sống, bao ship. Bao sống cho mình, bao ship luôn nha. Đó, rồi cây này là có bông mặt bông nè, một nùi nè, bông chùm nè. Cái bông nó đẹp quá kìa. Đây nha cả nhà. Giờ này nó héo rồi đó. Nó quay đế rồi, cái dàn đế này. Đó, đế cũ nè.
đủ nở đế chải sổ nôm rồi tùm lum hết trơn nha. Nè đế lộn xộn nè. Là giá dạng. Từ 300 cho tới 500. Đa dạng kiểu ha. À. Rồi cái này khán giả có thể kết bạn với anh Vũ nha. Bạn rồi gọi Zalo đi rồi mới quay cây coi mới được. Cái đó nó dễ hơn ha. Rồi cái nhà mình có nhu cầu mua cái loại này ha thì là mình sẽ kết bạn với anh Vũ, gửi cây cho mình xem nha. Đây cả nhà, em sơ sơ lượt cái đế cả nhà mình xem ha. Đây, cũ đế này nè. Hết biết không? Có tàn nha cả nhà, nói chung là nè, cái này tàn. Đinh găng cây rồi quay cái tàn từ trên xuống dưới coi nha. Rồi đây nè, em quay nè ha. Cái cũ này cả nhà, quá trời luôn nè, cái bệ đế thấy ghê không? Hay tàn cả nhà, tàn đều cho mình luôn nha. Rồi ha. Giá dao động là nhiêu anh? 300 tới 500. Rồi 300 tới 500 cho mình luôn. Rồi bóc cái này nó đi anh. Đây nè. Bóc đại nha cả nhà ơi, không lựa nha. Nói chung là cái lô này cũng đều lắm, do ý thích của mình thích cái loại cũ ha, sổ thôi ha. Đó, đế chải gì từ lưa luôn nè. Nè, rồi bây giờ đây đây nè, đế bàn cũ. Có cũ mà có bàn luôn. Có cũ có bàn luôn nha. Rồi có tàn luôn nha. Ừ, có tàn luôn, đều hết luôn nha. Cây bao sống bao ship. Bao sống bao ship luôn. Đây là không phải là lựa cây ra mà để giới thiệu cô chú chị. Đó, cây nào cũng đều hết trơn nè. Dạ, cái nói chung là nhà vườn mình cũng có tuyển rồi ha. Cái hàng này hàng tuyển nên là ok cho mình hết luôn. 250 cây, ưu tiên những người nào mua số lượng nhiều. Rồi. Mua gì bán lại ha, trồng đất gì đó nè. Cây này hoành cây 20, hết hơn 20 nữa nè. Cái tàn cái hết sức không? Nè, cái tàn này quá trời. Mới lú ra về mà nó đã điều hết rồi. Này giống giả rọc đỏ, ta đỏ tươi luôn ha. Nó đỏ không hề ha. Ừ, như giả rọc đỏ. Đây, luôn. Nè. Từ đầu tới cuối luôn chứ em không có lựa, không có gì hết trơn, cây nào cũng cũ đế hết trơn. Đều hết nha cả nhà ơi. Nè em quay cả nhà xem nè. Có những cái cây đẹp hơn nè, nó nằm phía bên trong nha cả nhà thấy không? Đó, những cái cây đẹp hơn nằm phía bên trong nè. Nó bự hơn luôn thấy không? Ở bên trong nha cả nhà. Nó cái này là em quay ngẫu nhiên lộn xộn nha. Rồi mình rồi. Có nhu cầu thì mình kết bạn với anh Vũ giùm em rồi, nha. Rồi cưng đi ra ngoài một cái nữa đi rồi kết thúc video. Rồi, xong ha cả nhà. Rồi ha. Hôm nay thì em quay bên vườn anh Vũ là một số cái mặt hàng vậy nha cả nhà ơi. Rồi mình có nhu cầu thì mình liên hệ anh Vũ giùm em nha. Và mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái vườn mai của anh Vũ thật nhiều cả nhà, đặc biệt là cái lô mai tàn cả nhà ha, mình tham khảo mua đi bán lại ha. Rồi cả nhà ơi, rồi đây ha, anh Vũ chào tạm biệt ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình, cô chú anh chị mình ủng hộ em thì qua số điện thoại 0334256 là số Zalo của em luôn nha, địa chỉ là xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi hết video nha, em hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.